Ở đây cái đoạn này buồn cười quá không chịu nổi. Thôi được rồi, bạn đấy có bắt cầm vào nghe. Mời Bùi Tùng ạ, kính mời bắt cầm. Buồn cười quá. Mời Bùi Tùng. Chết đi thì chọc. Nhiều lúc như cực lộ hết hàng. Cái khúc sau là sao vậy Dương Vy? Được rồi. Hả? Lúc đấy đi chọc. Lúc đấy đi chọc thằng Quân Trương ở bên Úc. Quân Trương thì nói chung lão này thì mình thấy cũng nói chuyện mềm dẻo lắm, nhưng mà cái sự xuyên tạc cũng ghê gớm, nhiều cái cũng ghê gớm lắm. Thì cũng mình cũng xin chào tất cả các anh em trên diễn đàn cùng với Dương Vy, chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ. Cái vấn đề xuyên năm 46 năm vẫn là đặt một cái dấu chấm hỏi rất lớn, ngoài cái chuyện đó là cái chủ thể cộng sản tại sao giành chiến thắng ở Việt Nam, thì cũng có một cái câu hỏi đó là cái giá trị của cái gọi là ba gạch, một cái miếng vải ba gạch. Đó, câu hỏi cứ muôn năm muôn thuở cứ quay đi quay lại hoài, dựng hoài, mà không hiểu sao đó là ở trên thế giới này người ta công nhận một cái lá cờ là cái lá cờ đó phải có lãnh thổ, là phải có tên quốc gia, phải có quốc huy, phải có quốc thiều, phải có địa giới chính trị. Nhưng mà cái lá cờ mà chúng ta thấy gọi là ba sọc đó, nó không có những cái yếu tố đó. Không biết là quốc huy, quốc thiều của nó là cái gì, diện tích của nó là ở đâu, dân số nó như thế nào. Thì coi bộ nếu mà tra Google thì nó cũng ra đó. Nhưng mà cái thời điểm đó là kết thúc năm 1975. Nó vẫn mở ngoặt, đóng ngoặt là có cái quốc gia đó. Nhưng mà cái quốc gia đó là nó chìm sâu lắm rồi. Còn cái giai đoạn mà từ 1975 trở đi thì không ai đề cập nữa. Trên thế giới này, ngay cả bác Gồ, bác ấy cũng lắc đầu luôn. Bác ấy nói cái tên nước này không được truy cập. Bác chưa biết cháu ơi. Bác Gồ, bác nói bác chưa biết cháu ơi, cái này bác không biết. Thì các bạn cũng thấy rồi đó. Google tuy là nói là một cái kênh truyền thông, nó cũng có nhiều cái ý kiến, nhưng mà nó cũng có một số cái nó cũng phải thống nhất về mặt chính trị của tất cả các quốc gia trên thế giới. Cái sự đồng tình là như vậy. Rõ ràng là cái chính thể đó là chỉ chủ yếu là họ tự cho mình thôi, họ tự cho mình là một cái đất nước, một cái quốc gia này thôi. Nhưng mà thực ra nó không có tồn tại. Thực tế là nó đã không tồn tại, nó đã chỉ rồi. Nó đâu có thể được hình thành đâu. Bản thân nó, cái xuất thân hình thành của nó đã có rất nhiều cái vấn đề. Rất nhiều cái vấn đề. Mà mọi người cũng biết là cái xuất thân của cái gọi là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đó là nó không thuần Việt. Mọi người cũng thấy là nó không thuần Việt. Ngay từ đầu là nó là được cái sự nâng đỡ của các đế quốc, các đất nước ngoại bang xây dựng nên. Đó, ngay từ thời điểm mà ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng là lúc đó là cũng không thiệt rồi. Đó, nó cũng là không phải là một cái chính phủ gọi là chính danh rồi, nó cũng là ngoại bang đưa lên. Rồi sau này đến cái giai đoạn mà ông Ngô Đình Diệm thì mọi chuyện là quá rõ rồi. Ha? Quá rõ về cái chuyện mà ổng từ đâu mà ra rồi. Thì mọi người cũng thấy cái giá trị của cái lá cờ đó. Nhưng mà tại sao họ lại tiếp tục dâng cái lá cờ này lên? Bởi vì họ đang cần một điểm tựa, mọi người ơi. Họ cần một cái điểm tựa bởi vì họ ghét cộng sản. Họ không ưa với những cái thành tựu của cộng sản, nhưng họ cần một điểm tựa. Họ cần có một cái, theo mình nghĩ là họ cần có một cái biểu tượng gì đó để làm sống lại, để làm hồi sinh lại. Trụ vào cái biểu tượng đó để nhằm mà hạ gục. Đúng rồi, biểu tượng, biểu tượng, đúng không? Đúng không Dung Vy? Nếu như mà lấy một cái lá cờ khác thì họ đúng rồi, đó là cái biểu tượng, em muốn hồi sinh lại cái biểu tượng đó. Họ muốn hồi sinh lại, rồi họ tìm cách là xuyên tạc lịch sử thế này thế kia, các cái vấn đề về lịch sử đó, để chi, để bắt đầu họ làm, họ tăng cái tính chính danh của cái lá cờ đã thấy cái chế độ hiện tại thôi. Và cái thuật toán cũ, theo mình nghĩ là cái thuật toán cũ của các nước tư bản hay là các cái lực lượng phản động trên khắp thế giới thì họ đều làm như vậy. Cũng giống như bây giờ các bạn cũng thấy là ở châu Âu bây giờ lại có cái dư luận bảo rằng Liên Xô chính là cái nước mà đã đẩy phát xít Đức xâm lược, hay là bắt tay với phát xít Đức xâm lược châu Âu đó.
tức là họ muốn thay đổi hết cái quan niệm, cái hiện trạng của cái lịch sử đó theo cái ý, cái muốn của họ để nhằm đạt được cái ý đồ lật đổ chính quyền, lật đổ thể chế. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta, cái nguồn gốc nó rõ ràng, đó là mình thấy rõ ràng đó là cái nguồn gốc thuần Việt, lá cờ thuần Việt do những con người Việt Nam chúng ta là gây dựng nên, hình thành nên. Đấy. Còn mà ai đó lại cứ xuyên tạc là bảo cái chủ nghĩa, tại sao người Việt Nam lại cứ đi học hỏi cái chủ nghĩa ở đâu của phương Tây? Ủa vậy mấy anh tư bản bây giờ mấy anh nói mấy anh thành lập cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa với cái nền dân chủ của mấy anh thì cũng phải mấy anh cũng đi học phương Tây chứ có gì? Cái nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản, cái định hình định chế đó cũng của phương Tây, của Mỹ chứ ở Việt Nam đâu có đâu. Mà anh đi suốt ngày anh cứ nói là mấy anh cộng sản là rước cái chủ nghĩa ngoại lai, xàm xí. Cái chủ nghĩa, cái vấn đề này mình cũng nói rất nhiều, cái chủ nghĩa nó không quan trọng, cái quan trọng là cái chủ nghĩa nào nó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội, đáp ứng được cái tiến trình lịch sử của đất nước. Thì rõ ràng là đảng cộng sản là cái chủ nghĩa xã hội chúng ta nó đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội Việt Nam, nó phù hợp với con người, nó phù hợp với lịch sử xã hội Việt Nam thì tất nhiên nó sẽ hòa nhịp, nó sẽ tồn tại thôi, nó sẽ vững mạnh thôi. Còn cái gì mà đã gọi là nó không phù hợp thì nó sẽ bị loại thải. Đấy. Mà khi mà nó đã gọi là loại thải rồi mà mấy anh cứ cố tình, mấy anh cứ móc nó lên, hồi sinh nó lên thì những cái việc đó chỉ khiến cho các anh mệt lòng, nặng lòng, mệt lòng và có khi là cũng chẳng được đâu về đâu. Còn còn anh Quân Trương nãy thì anh cũng vô, anh cũng nói mới vô chào xong thì anh lại nói cái vụ về vật chất tiền tài. Mà đúng thì cái dân tư bản á, Dương Vy ơi, cái dân tư bản không nhìn, không đầu, không đuôi, mới chào xong câu nói có cái nhẫn vàng, những kim cương trong tay. Thiệt, đầu óc của mấy cái người Việt mà ở nước ngoài sao tối ngày cứ tiền, tiền, tiền. Mà tiền thì không nói chi rồi, phải đặt quy do là kiểu giống như làm cho nhà nước mới có cái kim cương đó trong tay. Khùng quá đi. Cái chuyện mà người ta đi mua... Cái này rồi, ấy rồi, cái nhân bạc thôi mà. Cái nhân bạc thôi mà, có mấy trăm ngàn à. Nó quy cho ngay là ba cái nhãn của Dương Vy đó. Bây giờ nói thật, cái đó thì bây giờ nói thiệt chứ bây giờ ở ngay cả mình, bây giờ mình thích mình ra mua chục cái còn được nữa, mấy bà hàng xóm mình ra mua được nữa. Xã hội Việt Nam bây giờ nó đa diện, nó đa ngành lắm. Cái mức sống của người dân, người ta đủ khả năng để người ta mua những cái thứ đó chứ nó đâu có phải như hồi xưa đâu mà mấy ông cứ thế này thế kia. Bữa mình cũng có nghe một cái đứa nó xuyên tạc, nó bảo là cái giai đoạn sau năm 1975 á, cái đất nước nó nghèo khổ như vậy mà tại sao trong sách lịch sử lại không thấy ai nhắc đến mà thời đó nó khổ cực, nó cùng cực. Đấy. Thì mình cũng nói luôn cho cái kẻ xuyên tạc đó nha, trong cái sách lịch sử lớp 9 và sách lịch sử lớp 12, cái sự kiện sau năm 1975 là đều được ghi dấu đầy đủ hết, đều được ghi dấu đầy đủ tất cả những cái sự kiện đó, tình hình phát triển kinh tế, sự trì trệ, công thương nghiệp như thế nào là người ta ghi đầy đủ hết. Mày không có mắt mày đọc, mày cứ bảo nói là nhà nước che giấu. Còn bây giờ mày nói là tại sao mà không có viết kỹ, không có viết kỹ những cái chi tiết như vậy. Thì tao xin hỏi mày, bây giờ có bao giờ mày có một cái vấn đề gì không tốt trong trong người mày mà mày cứ đi lưu la, mày kể cho người A, người B, người C không? Tất nhiên là mày cũng phải giấu giấu đi bớt, đó là cái thật sự. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, cái vấn đề ở đây á, cái sách giáo khoa. Dạ. Có anh Thơ Quang hỏi, xin hỏi khách mời, thành phần Ba Que có được xem là dân tộc Việt Nam không khi chúng không nhìn nhận lá cờ đỏ sao ạ? Về cái gọi là khái niệm về quốc gia, về dân tộc, về con người ấy, thì mình luôn luôn là cái suy nghĩ như thế này. Nếu như ai đó mà nghĩ về cái nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, yêu thương những con người Việt Nam ở trong nội địa này bằng chính những cái tấm lòng chân thật của mình á, thì đối với mình quan niệm đều là những người Việt Nam hết. Kể cả khi anh là mắt đỏ da vậy, mắt xanh mũi lỏ gì anh không biết, nhưng mà anh đến Việt Nam anh sống mà anh chan hòa với mọi người, anh yêu quý cái lá cờ, anh yêu quý cái tổ quốc này, thì tôi vẫn coi anh là người Việt Nam, tôi vẫn coi anh là một cái dân tộc Việt Nam, những người đồng bào với tôi. Còn nếu như anh là máu đỏ da vàng nhưng anh suốt ngày anh ra rã, anh xuyên tạc, anh chửi bới, anh kích động người dân, thì cho dù là anh với tôi có cùng dòng máu thì tôi cũng không coi anh là đồng bào đâu. Tôi nói thật, cái đó nếu ai nói mình ích kỷ hay cái gì mình cũng nói thật là như vậy đó.
Ở những cái Ừ, anh câu trả nhân vật lời của cũng đúng ông rất của là anh hay. em Việt Nam sống mà các bạn thấy là sống mà trang hòa với mọi người không, giúp ích cho mọi người, hòa đồng với cuộc sống này, tôn trọng cái lịch sử dân tộc thì tụi tôi vẫn chơi, tụi tôi vẫn giao lưu, chúng tôi vẫn coi như là người bình thường. Còn mà đã cái loại người đã cứ phá hoại từ năm này năm khác thì chúng tôi xin lỗi nha, cái đó không không À, gọi đồng đúng bào nổi nữa, gọi kẻ thù thì không, không biết có nên gọi hay không, nhưng mà đồng bào chắc chắn không thể nào mà gọi được nữa. Vì đồng bào là gì? Bào là cái giống như cái bọc, đồng là giống nhau, trong cái bọc là giống nhau về cái tiềm thức, giống nhau về cái suy nghĩ, giống nhau về cái quê hương, giống nhau về cái đất nước, giống nhau về cái con người, giống nhau về cái cảm nghĩ, giống nhau về cái tình thân. Bây giờ anh không còn nghĩ đến cái đó, không còn nghĩ đến quê hương, không còn nghĩ đến cái sự chung nhau về đất nước, không còn nghĩ đến cái quan niệm, không còn nghĩ đến dân tộc, thì anh còn đồng với cái bào gì nữa? Anh đâu có còn còn chung với tụi tôi cái gì nữa đâu. Nên cái tư tưởng và cái ý nghĩ luôn luôn là quan trọng. Nhưng mà mình ở đây á, đối với mình không có quan trọng là một cái người, một người người vì tổ quốc Việt Nam là luôn luôn ở ở ở Việt Nam, mình cũng không cần như vậy. Mà người đó có thể ở đâu đó trên cái trái đất này, nhưng mà người ta luôn nghĩ, người ta luôn luôn giúp đỡ, người ta luôn luôn là che chở, người ta luôn đóng góp động viên cho cái đất nước này, thì mình cũng coi họ là đồng bào. Đó. Ví dụ như điển hình là các anh chị, các cô chú nè, chị Yến nè, bố Cầm nè, mình đều coi họ là đồng bào thôi, bởi vì họ xa quê hương bao nhiêu, nhưng mà cái khoảng cách đó, cái khoảng cách xa đó nó không có thể cản trở được họ. Thế mình nghĩ là không khoảng cách, tức là cái trái tim của nhiều họ ca sĩ luôn mông nông luôn mắt nghĩ chó đến này là Bùi Sùng có thừa nhận là đồng bào không? ai 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 Dương Vy. Như Việt kiều Cali mồm lông mắt chó ấy, Bùi Tùng có công nhận là đồng bào không? Có mấy cái còm ở dưới. Ai biết đâu, nhưng mà cái dạng, nếu mà thẳng thắn mà nói mà cái dạng của quân trương là xin thưa là tôi với anh không có cùng quốc tịch nha, không có đồng bào gì nha, chắc cú là tôi là phải A giống như Quy, anh. cái thằng thằng mồm lông mắt chó là A Quy, còn quân trường là cái thằng ở bên Úc khác, thằng A Quy ở Cali, thằng Việt kiều Cali khác. Quân trương để anh AQ thì nói chung là một cái gọi là một cái thành phần gọi là thành phần chống phá mà gọi là siêng năng. Tôi khen luôn đó là thành phần chống phá siêng năng. Ngày nào, giờ nào, buổi nào cũng vậy, cũng thấy có mặt ở đây đó khắp nơi rồi, vô rồi xỉ xỉa mọi người. Nhưng mà AQ thì có vẻ mình cảm thấy hình như càng ngày á, những cái dạng như AQ nó càng ngày càng đơn độc. Dương Vy có thấy không, ngay cả Đúng trong diễn rồi. đàn của Dương Vy á, đếm cái con số mà vào trong để quậy nước đục á, đếm riết còn có 1 nít 2 nít nè. Vì sao vậy? Vì thật ra mà nói, cái thực tế của xã hội đất nước Việt Rồi Nam, cái tình Nguyễn. hình đất nước Việt Nam bây giờ, người ta sáng mắt hết rồi, người ta sáng mắt hết rồi, và người ta sẽ hiểu rằng cái chuyện mà đi đâm bị thóc thọc bị gạo với cái quê hương của mình là cái chuyện chuyện dốt nát. Mình nói thẳng đó là cái chuyện dốt nhát, cái chuyện ngu si. Cho nên riết là Dương Vy có thấy không, đâu có ai vô mà con mà chửi bới nhiều nữa đấy. Chỉ có một cái số cái thành phần là những cái diễn đàn của mấy cái thằng chống phá đất nước thì có cái thành phần trong nước là tin tụi nó là đi theo thôi, những cái thành phần bất mãn đồ nó phải khoái thôi, chứ bây giờ dân chúng người ta ai có ai mà khùng mà đi theo để chống, đi theo tụi bay mà cứ nhồn phá đất nước, nói tầm bậy tầm bạ xuyên tạc. Cũng giống như cái vụ mà 30 tháng 4 ở Dương Vy, nhà nước thì cho tổ chức 30 tháng 4 thì tụi nó đổ thừa, tụi nó nói là vì nhà nước cho 30 tháng 4 đi chơi nên mới có dịch. Nhưng mà nếu như cái kỳ 30 tháng 4 mà mình không cho người dân đi chơi thì thế nào tụi nó cũng nói là nhà nước vì dịch không cho người dân đi chơi để cản trở người dân Nhà nước độc về Việt tài. Nam. Nhà nước độc tài. Nhà nước độc Cái gì tài. tụi bay cũng nói được ấy. Cái đầu Cái gì gì tụi bay đâu cũng nói. nói được, cái chuyện gì tụi bay cũng xin được. Đấy. Đúng rồi, mà rất tiếc Rồi, là à, cái Bùi Tùng dịch ơi, Dương Vy, cảm ơn Bùi Tùng ơi, Dương Vy muốn mời bố Cầm lên một chút để bố Cầm rồi, đá thằng mình Tuần sẽ Trương quá. Sau lát này có gì là Dương Vy lại mời Bùi Tùng. Cảm ơn Bùi Tùng nhiều ha. con chào ạ. Con chào bố Cầm, chào Dương Vy, chào anh em ạ. Cảm ơn Bùi Tùng.